Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ Bảy ngày 11 tháng 11. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, sáng qua, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản. Tại đây, lãnh đạo tập đoàn Sumitomo đã giới thiệu với đoàn công tác về quy mô của tập đoàn với vốn điều lệ 28,4 tỷ đô la Mỹ, kinh doanh trong 7 lĩnh vực chính như cơ sở hạ tầng, logistics, khai khoáng, khai mỏ, bất động sản, công nghệ số. Tại Khánh Hòa, tập đoàn đang triển khai giai đoạn 2 dự án nhà máy nhiệt điện BOT phân phòng 1. Tập đoàn vẫn đang tiếp tục tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án tại Việt Nam liên quan đến khu công nghiệp, chăm sóc sức khỏe và y tế, cơ sở hạ tầng dữ liệu, dự án sân bay, cảng biển, thành phố thông minh. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh khẳng định tập đoàn Sumitomo là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Khánh Hòa, đồng thời giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh để tập đoàn Sumitomo xem xét mở rộng đầu tư, nhất là trong bối cảnh Khánh Hòa được Trung ương xác định đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tập đoàn trong quá trình đầu tư các dự án tại Khánh Hòa. Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm làm việc với ông Kono Yohei, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế toàn Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Hạ viện, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu và các lĩnh vực ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư tại Khánh Hòa, đồng thời mong muốn ông Kono Yohei hỗ trợ việc quảng bá xúc tiến các dự án đầu tư tại Khánh Hòa, nhất là khu kinh tế Vân Phong. Ông Kono Yohei cho biết đây là thời điểm tốt nhất để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, bởi Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển. Nhật Bản có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, có xu hướng đầu tư ra nước ngoài, trong đó có nhiều công ty danh tiếng, có lịch sử lâu đời, đóng góp vào sự phát triển chung của Nhật Bản. Được sự phân công của Thường vụ Tỉnh ủy, chiều qua ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 93 năm qua. Đây là dịp địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, có 92,7% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phát biểu tại ngày hội, ông Hồ Văn Mừng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà thôn Tiên Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn người dân toàn thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hồ Văn Mường đã trao 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vạn Khánh, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Vạn Khánh tặng giấy khen cho hai gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Tiên Ninh. Còn trong tối qua, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư Tổ dân phố Quốc Tuấn 123, phường Phước Tân. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, còn nghèo, khó khăn của các Tổ dân phố Quốc Tuấn 123. Tối cùng ngày, ông Bảo Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nha Trang đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư Tổ dân phố 12 Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên, đồng thời trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Dịp này, phường Vĩnh Nguyên đã trao 5 suất quà cho các hộ cận nghèo, biểu dương các hộ gia đình cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động phong trào của mặt trận. Sáng nay tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hòa Nam đến dự. Ngày hội thu hút hơn 1.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia với các hoạt động sôi nổi. Trong đó, tại ngày hội, tỉnh đoàn Khánh Hòa giới thiệu và ra mắt các đội hình thanh niên phản ứng nhanh, tham gia xử lý sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông, ra mắt đội tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài, đội camera 360 an toàn ghi lại những hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông và những hình ảnh vi phạm khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Dịp này, ban tổ chức
trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có người thân là nạn nhân bị tai nạn giao thông, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Sau lễ khai mạc, đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền an toàn giao thông trên các trục đường chính của thành phố Nha Trang và tổ chức phát ấn phẩm tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn cài đặt sử dụng VNEID, tích hợp thông tin giấy phép lái xe, bằng lái xe cho đoàn viên thanh niên, tập huấn kỹ năng lái xe mô tô khoa học, an toàn và tham gia cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu luật giao thông. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng khóa 8 đại học, khóa 47 cao đẳng và công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của trường Đại học Khánh Hòa. Năm học 2023-2024, trường Đại học Khánh Hòa có gần 900 sinh viên trúng tuyển vào các hệ cao đẳng đại học, đạt 104% chỉ tiêu tuyển sinh. Năm học mới, trường Đại học Khánh Hòa có quy mô đào tạo 3.900 sinh viên với 19 ngành, chuyên ngành đại học và 6 ngành cao đẳng nghệ thuật đặc thù. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong việc hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2022-2023. Trong năm học mới, Phó Chủ tịch đề nghị thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu mở rộng ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, tạo mối gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tạo việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Nhân lễ khai giảng, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Đà Nẵng công bố quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành sư phạm toán học và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường Đại học Khánh Hòa. Khởi đầu năm học mới, nhà trường phối hợp với các đơn vị đồng hành trao hơn 70 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Chiên Khánh phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa khai mạc lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho hơn 160 người thuộc lực lượng dân phòng các xã thị trấn và lực lượng Công an huyện Chiên Khánh năm 2023. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các vấn đề cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, công tác tuyên truyền, chiến thuật kỹ thuật chữa cháy, các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, khí đốt hóa lỏng, hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy, cách di chuyển nạn nhân và sơ cấp cứu ban đầu, tính năng tác dụng, cách sử dụng và kiểm tra bảo quản bảo dưỡng hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp lực lượng công an huyện và lực lượng dân phòng các xã thị trấn trang bị những kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo một số phương tiện phòng cháy chữa cháy để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và nâng cao năng lực chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân biển tham gia huấn luyện năm 2023. 142 đồng chí thuộc lực lượng dân quân biển các xã phường của thành phố được kiểm tra bắn đạn thật súng AR-15, tư thế nằm bắn, cự ly bắn 100m. 100% dân quân tham gia kiểm tra bắn đạn thật, tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang thiết bị. Việc kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá năng lực, trình độ huấn luyện kỹ thuật bắn súng, kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật trong biên chế của lực lượng dân quân biển, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Suối Dầu trên địa bàn huyện Cam Lâm là một trong những khu công nghiệp của tỉnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đi cùng với sự phát triển, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến bảo vệ môi trường. Do đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được đơn vị quản lý và đơn vị kinh doanh hạ tầng quan tâm, từ đó xây dựng uy tín và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Khu công nghiệp Suối Dầu nằm trên địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, có diện tích gần 134 hectare. Sau hơn 20 năm đưa vào khai thác, đến nay đã thu hút hơn 50 dự án trong và ngoài nước. Trong đó, đa số là dự án về chế biến thủy sản. Theo đơn vị khai thác hạ tầng, để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, khu công nghiệp Suối Dầu đã đầu tư lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi giám sát theo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện quan trắc, giám sát nước thải, khí thải, thu gom rác thải theo đúng hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Về phía doanh nghiệp, 100% cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp đều được lập hồ sơ môi trường phù hợp với quy mô công suất hoạt động và đầu tư các công trình xử lý nước thải, khí thải trước khi vận hành chính thức. Đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng xuất khẩu đi các thị trường khó ở châu Âu, công tác bảo vệ môi trường càng được đề cao. Sản phẩm của công ty mà đạt các tiêu chuẩn đi vào cái thị trường của châu Âu thì cái vấn đề môi trường thì công ty phải đặt lên hàng đầu.
phải đạt cái chuẩn môi trường theo cái quy chuẩn về quốc tế. Thì đặc biệt là công ty áp dụng cái quy định về môi trường, cái chứng nhận môi trường đó là cái ISO 14100, 14001, tuân thủ theo cái luật định của Việt Nam về phân loại rác thải. Thì công ty chúng tôi có ký hợp đồng với một cái đơn vị có chức năng và có giấy phép về xử lý nước thải để xử lý các vấn đề rác thải của công ty về tất cả các rác thải về sinh hoạt cũng như rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại cũng giống như là ví dụ như là dầu nhớt thải, những cái phôi kim loại. Thì chúng tôi ký hợp đồng với một cái công ty về môi trường có giấy phép của địa phương, có giấy phép về môi trường để xử lý. Hiện nay, mỗi ngày, các cơ sở trong khu công nghiệp Suối Dầu xả thải hơn 3.300 mét khối nước và khoảng 4,5 tấn rác mỗi ngày. Về nước thải, hiện nay tất cả nhà máy xí nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải vào hệ thống thu gom nước thải chung và đưa vào nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nhà máy có công suất 5.000 mét khối trên một ngày đêm. Khu công nghiệp cũng tiến hành giám sát hàng ngày các chỉ tiêu chủ yếu của nước thải đạt được tiêu chuẩn xả thải nước khi thải ra môi trường. Đối với rác thải, khu công nghiệp tổ chức thu gom từ các doanh nghiệp chuyển về bãi rác huyện Cam Lâm. Trong quản lý môi trường về khí thải, khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng để yêu cầu hướng dẫn các cơ sở sản xuất, đặc biệt với sản xuất thức ăn gia súc từ phế liệu thủy sản, thực hiện thu gom triệt để khói bụi, hơi sấy và xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường. Cái thời điểm mà khu công nghiệp thành lập á, thì khi mà thành lập thì khoảng vài năm sau thì nó có cái phát sinh là có cái nước thải thải ra ngoài, thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái hoa màu cây trồng của bà con. Thì thời điểm đó thì cũng có địa phương cũng có kiến nghị và cũng có các đơn vị sở và các thanh tra về để kiểm tra giải quyết cái nội dung đó. Thì đến nay thì cái tình hình đã được cải thiện và hiện nay là không có cái phản ánh kiến nghị đối với cái việc mà xả thải của khu công nghiệp. Vừa qua thì cái công tác mà rác thì nó cũng hơi có vấn đề khó khăn. Tức là cái khu vực phía nam bên trong này, từ Cam Lâm vào trong thì mình cũng chưa có một nhà máy xử lý rác thải nào tương đối chuyên nghiệp. Trong khi đó thì các doanh nghiệp chế biến họ xuất đi các thị trường châu Âu, họ ngày càng đòi hỏi những cái về tiêu chí về môi trường xanh, tỉnh cũng chưa đáp ứng được. Thì cũng ít nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp khi mà họ phải ký những cái mà trong cái hiệp hội mà đầu vào đầu ra của cái sản phẩm nó là xanh tuyệt đối. Thì công ty cũng rất là mong muốn là ủy ban dân tỉnh thì xã hội hóa đầu tư một cái nhà máy xử lý rác chuyên nghiệp trong cái khu vực mé phía nam của tỉnh, nhất là cái khu gần khu nghiệp thì càng tốt, để cho cũng đáp ứng được cái tiêu chuẩn ngày càng cao và cái chuyện mà thu gom rác mình ngày càng nâng cấp và nó bài bản hơn, thì cũng để cho phục vụ cho các cái doanh nghiệp trong khu nghiệp mình đáp ứng được cái tiêu chuẩn ngày càng cao của các cái thị trường ở châu Âu. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Suối Dầu, thời gian tới, cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác giám sát môi trường để kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, cũng như kiên quyết đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng từ chiều ngày mai ngày 12 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Từ đêm mai sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Tiếp theo là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trên đất liền trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 cho đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ
có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.